chào mọi người, tôi là Hoái, đã đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Lượng tại khu vực Cần, xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi hôm nay xuống phục vụ anh tại khu vực Ý Yên này nhé. Xã này là xã giáp ranh giữa Nam Định và Hà Nam. Mời các bạn cùng chúng tôi xem tình hình đời sống và cái mảnh đất của nhà anh ở cái khu vực này như thế nào. Chúng tôi thiết kế cho anh ngôi nhà vườn Mái Thái tại đây, các bạn cùng xem. Và trong đây là cái khuôn viên khu đất hiện trạng nhà anh Lượng tại Ý Yên, Nam Định. Thì ở đây anh có cái mảnh đất rất là rộng với chiều mặt tiền là 22 m. Đấy, chiều bên này cũng được 22 m. Thì anh dự kiến xây dựng một ngôi nhà vườn mái Thái 5 gian ở đây, với 3 gian giữa là xây dựng nhà gỗ, hướng chính là 175 độ nam, và dự kiến xây dựng vào cái khu vực này. Đấy, cách đằng sau một ít, và cái nhà kho này giữ lại. Nếu mà vướng vào nhà để xây khu vực bếp lồi ra đây, bếp mới sẽ xây ra đây kiểu hình chữ L. Vậy nếu mà bị vướng vào cái kho này thì hoàn toàn là có thể phá đi. Đấy, làm sao tiện lợi đi vào đây thôi. Giữa này phải có hành lang đi nhá. Đấy, bên này phải có hành lang đi này, hai bên hành lang dưới vào phía trước này. Cái đây là một cái bể nước cũ này, cấp nước từ khu vực này thoát thì thoát về đằng sau, cấp điện về phía trước. Và toàn bộ cái phần khuôn viên khu đất nhà anh tại khu vực này.